Dạ. Xe đây rồi, bây giờ hỏi xem người xung quanh đấy xem là có biết đôi này không? Không có người đây, chắc người biết Ủa, xem có sao không? sợ quá Thế lại gọi bảo Hưng gọi điều tra hình sự mới gọi cậu đây để cậu xe lên tít dưới nha. Hỏi anh hỏi xung quanh em đấy có ai biết với lại xem là ai bên cái số điện thoại không? Ủa, 19 này. Ủa rồi. Không biệt. Phải mà mình gọi lên thì biệt, biệt sợ 19 nó đến chết. Sợ nó chết ạ. À. Thế này xem anh hỏi quanh đấy xem có ai biết nó không? Biển 19 này có ai biết nó không này? Đang được. Yeah. Thế này coi không có người, coi là chết luôn đấy nhỉ. Chết, coi như chẳng biết gì. Nguy hiểm thế, bọn này. Có đứng ở trong xe nhá, cả nhô quay lên mất mẹ xe chết toi. Ở đây người thấy xe đây rồi. Ờ. Đây là anh là người dân đúng không? Em dân đi đường mà, tại vì em thấy luôn trên kia thấy lào nhảnh lắm. Em thấy các bác phi đây. Em lái xe Dung Lê mà. À, thế à? Vâng. Ui ôi, đồ đạt đây này. Chết rồi. Đấy, đi con này nó đi xe tay ga. Con này nó đi nó không biết đi. Nó không biết đi. Đi kiểu này nó lao. Em từ trên đấy là đây phải đến trên 5-60 mét này nhở? Ta? Không, tiền chắc có đủ người rồi. Đây có nhíp nhất gì này này. Ui. Bận đi. Mẹ nó liều thật là nó đây bọn này chắc bó phanh nóng quá mà. Ui bỏng dãy. Chết phanh. Ui. Sao? Đây Phú Thọ đây. Không biết nào. Biển đẹp thế, 38822. Không ghi đâu ạ. Bây giờ có điện về công an Phú Thọ là biết rồi. Kéo ở dưới quá ha. Ôi. Sao? Đợi một kia lâu lắm, bỏ xe đây. Bỏ đây. Xem nó có rơi gì không anh? Đấy, mình kiểm tra xem này. Ông cốp này nó thường thường nó không để giấy tờ ở đây đâu, bọn này đấy. Mày. Mẹ này, mày cũng không có dần thì coi toi chó luôn. Thế là nó ôm người đi hết rồi anh? Không biết mình trên. Thế sao ông kia bảo dân ôm người đi rồi? Thế thì bây mình có xuống có thấy người đâu. Ôi khéo lo này mắc mẹ đâu rồi. Thế mình xuống đây sau mà. Để em điện thôi, đứa bạn em ở trên đấy cho rồi. Sợ nó lằn mẹ này, đéo thấy người. Nó lằn mẹ này, chết đấy. Bọn này nó đi hai mà nếu mà có chắc nó lầm. hỏi dân ở trên đấy xem là người đưa đi gọi là ở dưới này rồi đưa đi rồi á. À rồi thế là người đưa đi rồi. Có ai đưa đi rồi nhưng mà dân đưa đi rồi à. Đâu thế bảo đọc là biển 19B này 38822. Không. Cốp chó gì đâu. Không. Đào lên lợi thế không? Đâu thẻ ngân hàng có đây không? Có một cái của đào lên lợi. Cái gì hy cuồng à? Việt Trì Phú Thọ. Đào lên lợi đấy. Nhưng mà cái gì hy cuồng hay gì đây? Tam đảo anh Toàn ạ. Đây đúng hai mạng thật đấy ạ. Đây hai quần áo đây. Cái này đây anh đọc lại cho anh đấy đây này. Đây này, tờ giấy đây. Đây không phải đây, name của nó là Đào Lê Lợi này. Không, cái địa chỉ của nó đây ạ. Cương thì kiểu ôi,
đi cuông đấy không? Chết họ lại đi lào đèo mẹ lúc nãy em vừa phải chảy này thăng đâm xuống ấy. Nên đợi nó giờ một cấu cấu lên được mét 50 mét con thế lôi lên hỏng hết xe. 50 mét nó xác định hỏng rồi vẫn phải lôi lên này hỏng hết xe chào con gì. Tại bây giờ vừa may không chết lắm rồi sợ xe nữa. Xe này vứt mẹ rồi nữa. Tao không vứt sổ được, ăn thua dê hả? Quá may, thế là còn may phúc tổ bảy bên đời đúng không?